Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Ô Tô Hay. Vâng, trong buổi chiều ngày hôm nay em sẽ lên sóng giới thiệu tới toàn thể quý vị các bạn những mẫu xe 7 chỗ ngồi, từ máy xăng đến máy dầu, từ số sàn đến số tự động. Đấy, rất nhiều sự lựa chọn trong cái tầm giá 300 đổ lại. Đó. Chiếc đầu tiên là một chiếc Toyota Innova bản E bản đủ sản xuất 2013 phiên bản số sàn máy 2.0. Một mẫu xe nồi đồng cua đá rất bền bỉ. Đó, đăng ký 8 chỗ ngồi cả lái. Đó, nội thất rất là đẹp, trần lỉ nguyên bản. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá chỉ có 299 triệu đồng. Những cái dòng xe dịch vụ 7 chỗ, những dòng xe 7 chỗ bây giờ giá đã giảm rất là nhiều. 2013 mà chỉ có 299 triệu đồng thôi. Đấy, dòng này kết hợp gia đình chạy dịch vụ cực kỳ ok luôn. Đấy, xe mang biển kiểm soát tư nhân biển Nam Định. Tiếp theo là một chiếc Mitsubishi Jolly sản xuất 2005 phiên bản số sàn máy 2.0 turbo tăng áp form mới. Chiếc xe này đang có mức giá đề xuất là 142 triệu đồng. Mitsubishi Jolly đấy, hơn 100 triệu đồng đã có xe 7 chỗ rộng rãi rồi, rất thích hợp cho các bạn sử dụng vào cái việc công trình công trường, làm sơn làm xây dựng này. Đấy, chở rất là nhiều người. Đấy, để đồ rất là thoải mái luôn. Đấy, để có thể để đồ dài, để dọc từ sau ra trước. 2005 turbo tăng áp 142 triệu đồng. Đấy, sơn xi màu vàng cát nhé. Đấy, là răng đúc 4 bánh mang biển kiểm soát Hải Dương, 142 triệu đồng. Tiếp theo là một mẫu xe 7 chỗ cực rẻ dưới 100 triệu đồng, một chiếc Mitsubishi sản xuất 2003 phiên bản số sàn máy 2.0. Hiện tại chiếc xe chỉ có mức giá là 98 triệu đồng thôi. 98 triệu đồng Mitsubishi Jolly 2003. Đăng ký 7 chỗ ngồi. Đó, dòng xe của Mitsubishi này thì cực kỳ là bền, máy móc cực kỳ bền luôn. Đó. Đấy, form này 2003 nhưng đã có lốp treo đèn cột đầy đủ hết rồi. Đó. 96 triệu đồng và 98 triệu đồng nhé. Đó, nội thất rất là rộng rãi này. Đó. Đấy, form của Mitsubishi thì cũng không bị lỗi thời. 98 triệu đồng. Vâng, là một chiếc Toyota Innova bản G sản xuất 2006 phiên bản số sàn máy 2.0. Một mẫu xe gia đình sử dụng không taxi dịch vụ mang biển kiểm soát Nghệ An 37A02249. Toyota Innova và mức giá chỉ có 225 triệu đồng thôi. Bản G này được trang bị la răng đúc túi khí nhé, ABS đầy đủ. Một chiếc Kia Carens sản xuất 2008 phiên bản số sàn số tự động máy 2.0 mang biển kiểm soát Vĩnh Phúc 88A23947. Hiện tại chiếc xe đang mức giá 280 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe đến từ thương hiệu nước Ý, một chiếc Fiat và mức giá chỉ có 125 triệu đồng. Ford Everest 2005 phiên bản số sàn máy dầu 2.5, hiện tại chiếc xe đang mức giá đề xuất là 199 triệu đồng. Một chiếc Mitsubishi Jolly sản xuất 2003 phiên bản số sàn máy 2.0 mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A14029, tư nhân chính chủ, chủ ngủ trên xe, lốp vỏ lốp mới, nội thất kế ra, màn hình cam nùi cam hành trình đầy đủ. Đấy, chiếc xe còn rất là đẹp luôn. Đó, 96 triệu đồng một chiếc Mitsubishi Jolly 2003. Đó, cực kỳ là đẹp luôn, 96 triệu đồng. Đấy, chủ mã đủ vẫn có thể ra tên đổi biển bình thường. Vâng, là quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu, nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ và nút chuông để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị các bạn mà em đưa lên hàng ngày. Quý vị và các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe nào liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm. Đấy, xem xe và lái thử Mitsubishi
Jolly sản xuất 2005 phiên bản số sàn máy 2.0. Tại chiếc xe đang mức giá đề xuất là 140 triệu đồng. Đó, mang biển kiểm soát thủ đô nhé. Một chiếc Isuzu Highlander máy dầu phiên bản số tự động. Đấy, sản xuất 2005 form mới. Đấy, form này lên được khá nhiều đồ. Đó, xi nhan gương nhé. Đấy, phanh tay đã chuyển lên phía trên này. Đó. Trần nguyên bản, nội thất ghế da sạch sẽ. Isuzu Highlander máy dầu cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu về chiếc xe này thì khoảng chỉ hơn 7 lít dầu đúng hợp thôi. Mà dầu thì rẻ hơn xăng khá là nhiều. 5-6 nghìn cơ, 1 lít cơ. Đấy, một dòng xe rất là kinh tế, Isuzu Highlander 2005. Đó, form dáng rất là đồ sộ, gầm cao máy thoáng. 238 triệu đồng. 238 triệu đồng bên bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý các bạn nhé. Vâng, tiếp theo là một chiếc Toyota Jay GL sản xuất 2004 phiên bản số sàn máy 1.8 mang biển kiểm soát Linh Bình 35A02006. Một mẫu xe đôi đồng cuối đá. Là phá còn lâu mới hỏng nhé. Đấy, hiện tại chiếc xe là 2004 có mức giá đề xuất là 175 triệu đồng. 175 triệu đồng Toyota Jay 2004, một xe rất là dư giá, luôn bền bỉ. Một chiếc Mitsubishi Jolly sản xuất 2005 phiên bản số sàn máy 2.0 turbo tăng áp form mới, mang biển kiểm soát Quảng Ninh 14A63693, sơn xi màu đen. Bản này được trang bị la răng, máy turbo tăng áp. Đó, dẫn động cầu sau sức kéo rất là lớn. 7 chỗ rộng rãi. Nó rộng thanh thang. Đó, thực sự là thiết kế rất là khéo, cái rộng cả những hàng ghế phía sau này. Đó. 135 triệu đồng. Vâng, một chiếc Toyota Jay bản lái xe này vừa về, mới em chưa kịp lên sóng. Đấy, báo giá cho quý các bạn xong. Vâng, vừa rồi thì em đã lên sóng báo giá nhanh tới toàn thể quý vị các bạn những cái mẫu xe 7 chỗ, máy xăng, máy dầu, máy số sàn, số tự động có cửa hàng. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe nào liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe mình cần mua, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Ngoài những cái dòng 7 chỗ thì bên em còn rất nhiều sự lựa chọn từ những bản hatchback, phân khúc A, B, C. Nhiều. Tầm giá chỉ 400 đô lại thôi. Đấy, quý vị các bạn mà đấy, nhanh tay lựa chọn cho mình một chiếc xe đi lại tránh mưa tránh nắng. Đấy, nắng gió mùa hè. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui, luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.